chim nhật, chim Pháp, chim trắng, chim nâu. Đó là hàng anh em làm vú nuôi, hoặc là anh em mua số lượng lớn cho đi làm chim thịt, chim thương phẩm cho các cửa hàng. Cái hàng này đeo vẫn đang bón, bón tầm ít bữa nữa chim nó cứng lên cái rồi cho ra học mổ. Và hàng này anh em để làm giống ok. Nếu anh em nào cần chim giống liên hệ nhé, thì em sẽ chọn lựa những con giống tốt nhất cho anh em làm chim giống. Anh em nào cần số lượng như nào thì alo em trước, em cũng sợ con. Giá cả thì nó sẽ biến động theo thị trường. Thì nó không nhất thiết là luôn luôn có một giá các bạn nhé. Cái hàng này nó theo thị trường. Em muốn chim non bằng 8 bà con. Cám bà con